các bạn, hôm nay tụi mình sẽ làm một clip liên quan tới xe điều khiển từ xa các bạn. Như ở đây các bạn thấy là mỗi hàng tụi mình là 6 đứa, mỗi đứa có một cái chiếc xe điều khiển từ xa riêng. Như mình là sử dụng một chiếc xe tăng. Chiếc này mình đầu tư hẳn 4 triệu các bạn. Xe tăng không biết tại sao nó bắt như vậy nữa. Chắc là tại vì những cái chi tiết của nó như là súng, đạn, rồi đặc biệt là biết bán nữa nè. Rồi có tiếng động cơ, rồi khá là ngầu nữa. Nên chiếc xe tăng của mình là 4 triệu. Còn đây là chiếc xe đồ chơi của một cô An khá là nhỏ luôn. Nó hết mấy đồ nhỏ nhỏ như vậy các bạn, tại ăn hàng nhỏ mà. Thì 300k. Ok. Rồi toàn thì nó sử dụng cái xe màu xanh này. Mình không nhớ giá cho lắm nhưng mà hình như là 1 triệu mấy các bạn. Của Hương thì xe Jeep. Xe này cũng 1 triệu mấy luôn. Dĩ xe này là xe gọi là xe địa hình các bạn, bánh bự. Xe này hình như là mua là 1 triệu rưỡi. Còn xe Tú thì xe địa hình loại bự hơn thì 1 triệu 8. Nói chung là cái đám tụi mình là mỗi thằng đều có một chiếc xe và tụi mình là bóc đồ. Nói chung là hết chiếc nào thì quất chiếc đó các bạn. Mỗi chiếc đều có một cái công dụng riêng. Như cái chiếc xe tăng này của mình thì nó chạy như sên bò các bạn. Nó chạy được có 20 km/h thôi. Nhưng mà nó được cái là nó không có lạc. Còn xe của con An nó nhỏ xíu như vậy. Nó chạy 50-60 km/h. Nó chạy một cái mà mình thấy là nó tính được vô tường luôn nha. Nó khó điều khiển quá các bạn. Nói chung là càng nhỏ thì nó chạy càng nhanh và lại khó điều khiển. Và tụi mình là sẽ chơi theo cái dạng gọi là nhiều map các bạn. Dưới đây là mình đang chơi map săn vườn. Bạn nhìn thấy có hồ bơi, cầu trượt, đồ ly, đồ các kiểu không? Đây là map săn nhà của mình. Và cái trò chơi hôm nay là tụi mình là sẽ hy hố với nhau để lấy điểm bạn. Tụi mình chơi 3 map. Mỗi map là sẽ lấy điểm riêng. Ví dụ như tụi mình là chơi là map đầu tiên này. Người nào hạng nhất sẽ được 3 điểm. Người nào hạng nhì sẽ được 2 điểm. Và người nào mà hạng 3 là sẽ được 1 điểm. Còn những thằng hạng 4, hạng 5, hạng 6 thì không có điểm nào hết. Sau khi tụi mình chơi hết 3 map, nếu như cộng số điểm lại ai cao nhất thì người đó sẽ thắng cái giải thưởng là 5 triệu đồng các bạn. Hết tất cả cái tiền mua xe đây là 10 triệu rồi, nên mình bỏ thêm 5 triệu nữa để cho giải nó thêm hấp dẫn. Và đặc biệt là chơi vui thôi các bạn ơi. Và có giải thưởng cho tụi nó cố gắng nha. Và ở đây là mỗi người đều có một cái xe, mỗi xe đều có một cái thế mạnh riêng. Như xe của Toàn là nó có khả năng lội nước, rồi có khả năng lật ngược rồi các kiểu, nhưng mà khá là khó điều khiển. Xe An thì chạy bá. Nói chung là rất là bá đạo luôn, rất là nhanh luôn các bạn, nó nhỏ mà. Còn xe của con Hương thì con này phới giặt các bạn ơi, leo núi. Nó chỉ được cái là gầm nó cao thôi và nó có hai cầu nha bạn, nó có hai cầu lận. Nè Hương thả lên quay hai cầu cho bạn nè, hai cầu luôn. Wow. Đây cầu sau cầu trước đây Hoàng, nhưng mà rất là phới vặt. Hai chiếc xe của con Dĩ với lại Tú thì nó lợi thế của nó là xe gầm cao các bạn. Mắp này điểm xuất phát là nằm ở chỗ ngay chỗ này nha bạn. Tụi mình sẽ chạy theo cái đường này. Đó, tụi mình có dán băng keo với mấy cái ly nè. Chạy đây, leo lên cây cầu. Leo lên cây cầu. Xuống cầu. Sau đó sẽ ôm cái cua này. Ôm cái cua này, chạy qua đây. Ở đây có một cái đường tắt các bạn, có thể từ trên cầu mà nhảy xuống dưới đây. Nếu như nhảy được thành công là đường tắt đi nhanh hơn nha. Sau đó vòng qua cầu này. Leo lên ghế đá. Rồi từ ghế đá thì tuột xuống dưới cái dốc này. Và ở đây lại tiếp tục có một cái đường tắt các bạn. Nếu như mình đi đường thẳng á, thì phải vòng rất là xa. Còn nếu như đi qua cái cây cầu phao này thì sẽ nhanh về đích hơn. Thằng nào mà nó cảm thấy tự tin có thể băng được cái cầu này mà không bị rớt xuống dưới hồ bơi thì cứ việc đi đường tắt. Còn những thằng yếu đuối như mình thì sẽ đi cái đường vòng các bạn, đi đường xa hơn nha. Đây, xa thiệt là xa, thiệt là xa, thiệt là xa luôn. Và đây, các bạn thấy chữ đích luôn nha. Đích nha, chứ không phải là cái đích nha, mà là đích nha các bạn. Đó là đích. Còn nào mà đi đường tắt thì nó chạy một cái ào tới đây, đích. Nói chung là ngay cái hốc này chính là đích. Mỗi lần xuất phát là tụi mình sẽ bấm giờ, ai hoàn thành cái map này trong khoảng thời gian nhanh nhất là sẽ hạng nhất. Ai hoàn thành nhì thì sẽ hạng nhì, và người nào mà thời gian ít thứ ba thì sẽ là hạng ba. Hạng ba thì được 1 điểm nha bạn. Nói chung tụi mình chơi đơn giản vậy thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chơi trước nha bạn. Mình chơi trước để cho mấy thằng cu nó biết là map này chơi nó khó như thế nào. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ rất là khó nha. Và cái luật chơi của tụi mình là nếu như mà chạy cái xe mà chạm vạch là bị cộng 1 giây vào thời gian thực hiện. Còn nếu như cái xe mà bị lạc á, mà hay là cái gì đó mà sử dụng tay để bóc nó, chỉnh nó lại là cộng 2 giây vào thời gian thực hiện. Nói chung là cho phép lạc luôn, nhưng mà lạc thì phải bị cộng giờ vô nha các bạn. Rồi mình sẽ chơi trước. Đề máy lên nè. Ok. Dạ. Mình sẽ tắt tiếng nha các bạn. Im lặng về chơi cho nó dễ dàng. Xe này bắn được luôn các bạn. Mà chưa bỏ đạn vô. Wow. Ok nha. Để chỉnh cái nòng xuống khắp nha.
Rồi, ok, đi. Bấm giờ chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Khó điều khiển các bạn ơi. Cái cầu này nhìn khá là nguy hiểm mà. Không biết có nên đi nè không ta? Thôi đi thẳng luôn, không đi nữa. Rồi mình đã hoàn thành với thời gian là 2 phút 22 giây. Thành chắc rồi, chạy không kén một cái vạch nào hết luôn các bạn. Nói chung là cái khả năng lái xe tăng của mình là khá là bá đạo luôn. Chắc mai phải đổi xe tăng chạy rồi, không chạy ô tô nữa nha. Rồi mấy em có muốn phát biểu ai muốn chơi kế tiếp luôn không? Em có nhắm là có thể phá được cái 2 phút 22 giây của anh không? Cỡ 1 phút 30 giây thôi anh. 1 phút 30 giây? Đúng rồi. Rồi đang dĩ luôn, vô. Đây. Rồi dĩ đã sẵn sàng 1 phút 30 giây chưa? Rồi chuẩn bị anh ý 3, 2, 1 là bắt đầu thời gian này giao lưu nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Mấy điếm mấy đứa canh nó kén ra ngoài nhớ số lần kén nha. 1 rồi đó, không vô là tính thêm rồi nha. 2 lần rồi. Xe mạnh quá chết dần miếng giấy luôn kìa. Rồi lụm cái là cộng thêm 4 giây á. Rồi 4 giây chạy lên luôn. Rồi bóng cái đó là nè, 6 giây. Rồi cộng 6 giây hả vậy? Rồi gì để gian hả? 8 giây. 10 giây. Đeo lạnh quá anh. Cho thay giống luôn. 12 giây. Tối hài chụp với luôn á. Kệ nữa nè. 12, 13, 14, 15, 14 giây rồi. Xe gớt gì luôn, gớt luôn kìa. Gớt con pin luôn rồi. Rồi chạy cái 15, 16, 17, 18. 18 giây hả em ơi? 18 giây rồi vậy các bạn. Xe gì mạnh quá. Vậy ra được cộng 18 giây. Cố lên em. Cố lên. Thẳng lái luôn đúng rồi. Lái này xong lái ô tô hay lắm á. Má tóc luôn chị ơi. 18 giây rồi đúng không? Má luôn em. Kỹ rồi. Anh bắt đầu anh quen tay, anh lôi cục pin luôn kìa. Mấy bạn thấy nó lôi cục đồng lòng đó nè. Rồi, 20 giây. Hai mươi hai giây. Ồ, anh biết chơi ta, cho hả giống luôn luôn kìa. Quá hay luôn. Rồi, đi đâu đây luôn hả? Đi đâu đây luôn hả? Trời chứ sao? 23 giây. Được chơi mà. Hai mươi ba giây. Đi đường tắt luôn bạn ơi. Quá hay luôn. Chuẩn bị bấm giờ nè. Bấm giờ. Rồi. Thằng Dĩ nó hoàn thành cái bài thi này với 2 phút 7 giây và nó bị phạt 23 giây. Là thành 2 phút 30 giây nha các bạn. Nhờ nó đi cái đường tắt á bạn nên nó mới rút ngắn đây là 5 phút luôn rồi. Ôi. 2 phút 30 giây vậy là thua anh rồi nha. Rồi tiếp theo là bé nào? Em. Bé ăn đúng không? Dạ. Rồi ok. 3, 2, 1, bấm giờ. 1. Chạy nhanh dữ hả? Thời gian rồi. Wow, trời. Wow. Ăn đã được cộng 5 giây vào tài khoản. Wow. Rồi ăn đã được cộng 7 giây vào tài khoản. Rồi xe ăn nhổ hố quay các bạn.
10 giây rồi. Bắt đầu rồ lên rồi kìa. Wow, ăn bắt đầu rồ lên rồi các bạn ơi. Rồi. Cố lên. Ừ. 11 giây hả? 13 giây. Wow. Rồi 15 giây. Đi rồi tắt không? Thôi anh, nhỏ quá. Không đi tắt hả? Mém giúp ra ngoài kìa. 15 giây rồi nha. Chậm mà chắc ha. Wow. Rồi 16 rồi hả? 16 rồi. 17 luôn. 17 giây rồi hả rồi. 1 phút 32 giây cộng với lại 17 giây là 1 phút 49 giây. 1 phút 49 giây. 1 phút 49 giây là hạng nhất á. Wow. 1 phút 49 giây rồi. Ok. Tiếp theo là bé nào có muốn gái gì không? Bé Hương. Hương muốn chơi. Hương nghĩ là Hương có vượt nổi 1 phút 49 giây không? Này hả? Này Hương 10 giây là bị ít à. Chỉ đùa thôi. Rồi tiếp theo là bé Hương với chiếc xe Jeep. Xe này mình thấy nó khá là cùi các bạn. Rất là cùi nha. Được, bây giờ hình thường người hát. Ok chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Nhưng mà có người chúng ta nên hình thường. Rồi hả? Chạy dữ hả? Chạy dữ hả? Rồi hả? Chưa rớt luôn. Ngày nghe cho anh thường thắng rồi quá. Cố lên em, cố lên em. Wow, đẻ giống luôn nè, này không cần búp ga luôn á. Mình chỉ bẻ lái thôi à. Hay à. Wow, chưa thấy miếng nào luôn. Ghê quá. Quá rồi nè, cái dòng ôm cua nè, cái dòng này tốn thời gian đó các bạn. Cô không biết ôm cua, cô không biết ôm cua. 1 giây, 2 giây. Phải luôn, 2 giây rồi nha. Đánh cái dòng cua rộng lên. Chuẩn bị chúng ta thấy gió rồi. Rồi hả? Vậy có người sẽ ship kìa. Wow. Họ không phải tin được đi Hùng ơi không? Rồi. Vậy là 3 giây rồi đúng không? Ủa không đi Hùng ơi hả? Không đi Hùng ơi. 4 giây. Rồi đi. Lôi. Ôi xe còn trước, xe này xe còn trước. Nào 6 giây. 7 giây. Thôi nó 7 giây rồi nha. Về đích luôn, đứng từ xa điều khiển luôn. 8 giây. Hồi nãy ngon lắm mà. Bẻ lái thì khó hả? Bẻ lái thì không. Phải luôn, rồi, bấm giờ. À, Hương hoàn thành và thi đi với 1 phút 44 giây cộng với lại 8 giây là thành 1 phút 52 giây. Yeah. À, 1 phút 52 giây là hạng mấy hả anh? Hạng 2 anh, đây là hạng 2. Em đang nhiêu hả? Em đang hạng nhất đây. Nói chung là An đang hạng nhất, Hương đang hạng gì? Ok, vậy là khá là hay em. Đúng là lấy xe, không phải là điều dễ dàng mấy bạn. Rồi, tiếp theo là bé Tú với chiếc xe địa hình. Rất là bánh, rất là bự luôn. Xe này là loại lớn các bạn, lớn hơn con dĩ luôn. Rồi Tú nhắm là có ăn được không Tú? Xe này bự quá, chắc leo không nổi. Ok chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, 1 giây, ôi, cho đụng anh luôn. 4 giây, 3 giây rồi, 3 giây rồi. 4 giây, 5 giây, 6 giây. Sao vậy hả? Wow, 7 giây, 8 giây. Không biết lái hả bà? Không biết lái xe không nổi. 8 giây rồi, 9 giây, 10 giây, 11, 12 rồi đó. Sao nó chạy lui không hả? Sao chạy lui không hả? Xe mạnh quá anh. Vậy đó, chạy từ từ, bóp nhẹ thôi, bóp nhẹ thôi. 17 rồi. Nhẹ nó cũng vậy. Lỡ bóc nó vô điều hẳn là. Bỏ 2 giây ra bóc nó. Rồi 21 giây. Ủa 17 là 19. 19 giây. Đó vậy đó, mình bỏ 2 giây rồi bóc đó, bóc vô tiếp. Bóc tiếp vô. Chỗ này nha. Lụm lẹ nè. 19 rồi đúng không? 19 cộng với 2 là 21 giây. Đó 21 giây rồi, vậy từ từ thôi. Chỗ này 23 giây.
chạy miếng thôi, chạy lần miếng miếng thôi. 23 cộng với lại 2 giây 25 giây rồi cho tụt xuống nè. Đó, cho tụt xuống. Đó, điều khiển đó. Phải điều khiển chứ. 27 giây. Phải điều khiển cho em. Đó, từ từ thôi. Chỗ này nha, ăn gian à, chỗ này nè, ăn gian quá. Cái con ngoài rồi. 29 giây. Thôi chấp vào chỗ này luôn, 30 nha. Rồi hút cua này, 31, 32, 32 giây. Mình chấp nhận bóc vô 2 giây, mình lụm lên, rồi 33 giây rồi đó. 33 hả? 33 cộng với 2, 35. Tú đi cái này là rất là khó với nó luôn bạn, tánh nó vừa y luôn nè. Này thì chọn xe lớn hả con? Ôi anh rộ lên vậy, rộ lên vậy. Nhanh luôn. Tăng tốc lên luôn. Đi theo nó, đi theo nó, đi theo nó. U 37 giây. Trông nhiều chứ. 37 giây rồi đó. 37 giây rồi Tú ơi. Ôi oh, nó dính cái xe kìa. 37, 39 giây. Tụt xuống luôn. Đó, 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 đó. Rồi, 40 giây rồi, 41 giây luôn. Ủa đi được đó hả? Lùi, lùi, lùi. À đúng rồi, lùi. Ồ, cho kẹt anh luôn. What the hell. 43 giây luôn rồi, cộng đại luôn nha các bạn. Nó vi phạm tùm lum hết. 44. Tao vậy kẹt 45 luôn kìa. Bóc vô, bóc vô. Đi hàng Tú nguy hiểm đó bạn ơi. 45, 46, 47. 47 giây. 3 phút 14 giây cộng với lại 47 giây là thành 3 phút 6 4 phút 1 giây. Tú đã hoàn thành cái bài thi với 4 phút 1 giây, tức là Tú đã được hạng nhất từ dưới điểm lên. Like. Rồi, người chơi cuối cùng chính là người chơi hệ màu mè của Cú Toàn nha. Đây xe của đó là có đèn nữa bạn ơi. Đèn đỏ, đèn xanh rồi các kiểu. Rồi em đã chuẩn bị tâm lý vượt qua Cú Tú chưa? Rồi anh. 3 2 1 bắt đầu, bấm giờ luôn. 1 giây, 1 giây. 2 giây. Bấm hai nút cùng lúc em. Cái ly ra làm ngã kìa. 3 giây, 4 giây. Người chơi hãy đấu hài. 5 giây, 6 giây, 7 giây. Chốc chạy ngược quá hả? Nó chạy ngược rồi. Cái đèn chúa mà đèn xanh chúa. 8 giây. 9, 10 giây, 11. Toàn cháu khi nó chơi hưởng hết. Phá ly quá hả Toàn? Hưởng hết phá ly hả? 15 rồi á. Bóc vô, bóc vô. Cộng 2 giây thành 17. Đó, vậy đó. Lật lại, lật lại, lật lại, lật lại luôn á. Ờ, đúng rồi, đèn đỏ trên mà. 19, ăn cộng giây cho ăn. 20 rồi đó, 21 rồi đó. Để em cộng cho ăn. Ok. 21, 22. Chạy luôn. Bóc vô cái nè, thành 24. 24. 26. Rồi nữa rồi, nữa rồi, nữa rồi. Thôi. 30. Này à, không dữ qua. Xe tồn mạnh quá các bạn ơi. Xe đó nó chơi cái hệ bay bổng hay gì á. 32. Là người đèn đỏ lên trên em. 34. Gấp em. Bay luôn. Xe này dữ quá. 36. Xe này mạnh quá. Bấm hai nút lên á. Bấm nhẹ nhẹ thôi. 38. Xe này bốc. Nó gớt cái mà nó gớt cái bánh ra luôn rồi kìa. 40. 42. Nó bằng tấu rồi. Thôi nữa rồi, nữa rồi. Dâu này là hết điểm dày quá à. Hết điểm dày hả? À? 55.
6. 57. 58. 58. Bữa. Không biết cái nào cái đầu luôn. Nó chạy lôi luôn rồi các bạn ơi. Rồi luôn 60. Ủa. 62. Hai bóp hai nút cùng lúc. 64. Vậy nó mạnh quá. Bóc dữ quá. 66. Đây buồn ngủ đây kêu lô tô. Đây, đây là khán giả nha bạn. Cần hết nổi luôn anh ơi. 68 rồi kìa. Mình sẽ đứng đây và mình chờ toàn hoàn thành nha bạn. 70. Thôi được rồi, toàn nó hàng chó các bạn ơi, khỏi chạy nữa. 5 phút trôi qua rồi. 5 phút cộng với thêm 80 mấy giây nữa là toàn 6-7 phút luôn rồi. Mắt này nhỏ quá anh, không có phù hợp. Đó xe toàn này dùng để làm gì nè, chạy tấn em. Đúng rồi, à. Cho. Chạy luôn cái chân dung, cục pin là tắt luôn, chạy qua kia luôn. Rồi, nói chung là sau khi chạy cái map săn vườn thì tụi mình có kết quả như sau. Đầu tiên là cú toàn 6-7 phút luôn bạn, nó không hoàn thành được cái bài thi nha. Do xe của nó là nó khá là khó điều khiển hay sao á, toàn nó chơi không được. Kết quả là toàn tạch cái vòng đầu này. Cố gắng vòng sau nha em. Vòng sau là em bá rồi. Rồi vậy là toàn không điểm. Rồi tốn mấy phút em? 4 phút 1 giây. 4 phút 1 giây là hạng 5, không điểm. Rồi chị? 2 phút 30 giây. 2 phút 30 giây là hạng 4. Đúng rồi. Không điểm. Rồi mình là 2 phút 22 giây là mình được hạng 3. Mình được cộng 1 điểm. Rồi tiếp theo là cô Hương. À, Hương 1 phút 52 giây. 1 phút 52 giây. Tức là Hương được hạng 2. Hương được cộng 2 điểm. Và rồi chiến thắng cái vòng đầu tiên này chính là cô An với 1 phút 49 giây. Wow. Sao nó chạy nhanh dữ vậy? Xem nhỏ. À nó nhỏ rồi nó chạy nhanh đó bạn. 1 phút 49 giây nghĩa là An đã được hạng nhất, được cộng 3 điểm vào vòng sau nha. Vậy là vòng này là ăn 3 điểm, mình 1 điểm, Hương 2 điểm và ba thằng nhóc không điểm. The next day. Rồi vòng 2 này tụi mình quyết định chọn map sa mạc các bạn. Hiện tại là tụi mình đang ở màu trắng của Phan Thiết. Ở đây có một cái khu vực gọi là rất là nhiều cát luôn, sa mạc mini của Việt Nam mình đó các bạn. Ở đây tụi mình từng có làm clip là thử khách 24 giờ ở sa mạc, cắm trại không sao 6 sao ở sa mạc rồi các kiểu các bạn. Nói chung là ở đây là nó gió, nắng, nóng. Mấy bạn thấy vậy nãy giờ nó mới có ra nắng mới có vài phút mà mình thấy nó đang khui luôn các bạn. Nên tụi mình trang bị đồ áo dài tay rồi các kiểu nha. Và cái vòng này là rất là đơn giản luôn, tụi mình chỉ việc xếp hàng 6 hàng ở đây và hy chạy nhanh nha các bạn. Tụi mình sẽ chạy tới đằng cái chỗ mà cấm tấm đằng đó các bạn, đằng khu rừng đó có cái bảng, tụi mình sẽ chạy tới cái khu rừng đằng đó nha. Nói chung là cái vòng này là không tính thời gian mà là gọi là chạy đua. Ai về nhất được 3 điểm, ai về nhì được 2 điểm, ai về 3 được 1 điểm. 4, 5, 6, không có điểm nào hết nha bạn. Ok chưa? Ok anh. Rồi bật máy lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Báo đi quay hay chạy đầu kìa báo. Cái xe để chạy nhanh quá.
mình chạy nó mệt quá. Rồi, ghép là vậy. Tình hình là cái con xe của mình nó không chạy được nha bạn. Ở dưới là con này nó thiết kế để chạy một cái mặt, cái mặt đường mà nó phẳng thôi, chứ đâu thiết kế chạy xe mạng. Và cái như thế này nè. Chắc mình thì chót quá. Rồi, kết quả là Toàn à, chạy được không Toàn? Lúc bữa lúc không anh. Nó bị dướng cát hả? Ờ, đường phải phẳng mới chạy được. Thôi, ghim luôn em ơi. Lại đây luôn. Tao đã xuống chạy thử cái coi. Không được, của em là đường phẳng mới chạy được. À, cứ mà lòi, lòi bánh lên là hành quay tại chỗ hả? Đúng rồi. Đâu quay thử coi. À, bó tay rồi, toàn tạch. Của em phải chạy được nước mới ngon được. Rồi, tiếp theo là hai nhân vật chính của chúng ta. Cuộc thi ai kinh xe về trước là hắn hả? Rồi, hai bạn đều tạch hết. Xe sao chạy không được kìa. Nó lúng két anh. Tao để chúng con biểu diễn thử cái cho anh coi coi. Chạy không được hả? Tao để ngay chỗ này chạy qua mấy cái hốc thử coi. Rồi tiếp theo là hư coi. À, xe của Gan là nó lúng dưới cát là nó quay tại chỗ các bạn, không thể chạy được. Phun xương. Rồi tao Hương sao? Xe Hương thì nó bị ăn cát được cái bánh á. Ờ. Lúng cát nó chạy không nổi là một. Đâu chạy thử coi, giờ chạy thử đi. Đâu chạy được đâu. Sao kìa? Dính luôn. Hư hả? Nè giờ nó bấm này nó còn không chạy nữa nè. À, nó dính đầy cát trong đây nè. Nó quay không nổi làm gãi á, gãi cái này nè. À giờ phải tháo ra từ con ốc ra hả? Hả? Bây giờ tắt đây kìa, kìa Hương á. Tắt đi. Rồi xe Hương nó bị đây là cái hệ thống cầu trước và cầu sau của nó bị vô cát nha bạn. Kết quả là nó về đâu giờ phải gỡ từng cái ra các kiểu mới có thể chạy được nha. Tạp rồi. Rồi. Xe này không thích hợp để chạy sa mạc rồi mấy bạn. Rồi kết thúc cái game này là Toàn An Hương 0 điểm. Rồi mình về 3 được 1 điểm. Dĩ về nhất được 3 điểm, Tú về nhì được 2 điểm. Tổng hai vòng là mình được 2 điểm nè. Dĩ 3 điểm, Tú 2 điểm. Ăn 3 điểm, Hương 2 điểm. Toàn vẫn tiếp tục 0 điểm nha bạn. Không, vòng cuối em sẽ gỡ lại. Vòng cuối sẽ gỡ lại hả? Đúng rồi. Nếu vòng cuối mà em được 3 điểm có thể em có cơ may là về nhì hoặc về 3 em. Em sẽ cố gắng ở vòng cuối. Rồi ok, nói chung là tụi mình chạy ra bắp sa mạc để test chơi xe điện từ xa ở ngoài sa mạc và hy đồ các kiểu. Kết quả là những chiếc như gầm cao như thằng Tú với là thằng Dĩ thì mới chạy được bạn, gầm nó cao. Còn cái chiếc mà gầm quá hấp như ăn là tạch. Còn xe tăng của mình thì chạy rất là mượt luôn nha bạn, do xe tăng mà. Nhưng mà chạy khá là chậm luôn, mình như là tụi nó hua nên mình mới về ba, xong là mình cũng về chót rồi các bạn. Ok, tụi mình sẽ tiếp tục vòng 3 luôn. Bạn nào thích video này, nhấn like, chia sẻ bàn tay, tụi mình chơi vòng 3 nha. Rồi tiếp theo tụi mình chơi vòng cuối, chứ là vòng thứ 3 nha bạn. Vòng này là gọi là cái vòng gọi là sáp lát cà. Ở đây là tụi mình có một cái đấu trường các bạn, gồm có là 6 chiếc xe bỏ vào đấu trường chơi sáp lát cà mà. Mỗi chiếc là có treo 3 cái bong bóng. Chiếc nào mà nổ hết 3 cái là thua, hoặc là chiếc nào mất cái khả năng di chuyển cũng thua luôn, không được phép đụng vô nha. Ví dụ như xe của A mà bị lật đúng không, nó phải tự đứng lên chứ không được dùng tay nha bạn. Xe tự lật không di chuyển được hoặc là bởi 3 cái bong bóng là chiếc nó bị lội. Chiếc nào mà trụ tới cuối cùng thì sẽ giành duy nhất 3 điểm thôi, chỉ có một giải nhất 3 điểm. Okay. Đơn giản vậy thôi nha bạn. Và mỗi chiếc xe tụi mình đều có trang bị những cái để có thể đạp bong bóng các bạn. Như đây là xe của A, các bạn thấy là nó gắn một cái cây đinh vô đây, cái mũi nhọn này là cây đinh đó nha bạn, nó gắn một cây đinh vô để đạp bong bóng người ta. Rồi xe này là của con Dĩ thì nó gắn nĩa nè, nó gắn mũi khoan, rồi nó gắn một cái sừng nữa đó, nói chung là nó khoái cắm sừng. Còn xe tăng của mình thì khá là đơn giản, mình chỉ việc gắn ba cái cây đũa bếp vào ba cái cây xuyên thịt vào trong cái nòng thôi bạn. Xe tăng mình chỉ đơn giản là gắn xây được cây này vô vào nòng mà chơi. Xe của con Tò thì nó gắn cây đũa nè, cây đĩa nè, với lại mấy cái đinh ở xung quanh hông bánh là lụm rồi các bạn. Đó, nó gắn đơn giản vậy thôi. Đủ. Còn xe này là của con Tú nha, nó gắn một cái nĩa đằng trước, hai cái sừng đằng sau đít và một cái cây này không biết để làm cái gì, để chắc để chống lật đó các bạn.
Và cuối cùng là cái xe Jeep của Hương thì có là một cái nĩa, một hàng trăm xỉa răng, chắc để chạy mà quên xỉa răng thì lấy ra xỉa nè. Rồi có một cây đổ hàng bên hông, rồi một con vít, cây te đồ đằng sau sau xe nữa. À Bảo quay cảnh xe anh có khả năng xì khói nè, anh lúc anh chưa review nè. Trên nè, bấm xin lên khói nè. Nè anh chờ. Ghê à. Mà không biết để làm gì nữa. Cho kẻ địch thấy hơn. Dễ thấy hơn. Nè hút cuốn. Ok. Ok. Nè như vậy nè, 3, 2, 1, bắt đầu. Giao thông này quá hả? À, cái gì vậy?
vừa, tôi chỉ vừa. Hết rồi, hết đá rồi. Giờ sao? Em chạy thương ra luôn ạ. Sao giờ giống như mình đứng là pho tượng cho anh bắn rồi. Tạm tay nha. Ô tạm trời. Nè giờ nó được. Chơi đẹp nè, hả cô không? Ăn cái lô nè. Đó, chơi đẹp vậy. Coi nó con ăn làm gì mình nha bạn. Anh coi nó có ngán làm gì mình nhé bạn. Giấu bây giờ nè. Người ăn cái lụm liền luôn. Rồi một bé tài xấu số đã bị nằm dưới gầm xe vậy các bạn. Thật sự đúng không anh? Kết thúc cái video này thì bên của xe của con Dĩ thì bị chết đầu tiên cái gì? Đúng rồi. Lật bánh đầu tiên luôn. Bài... À, anh thấy là em kén xe ăn cái em lật trọng đúng không? Ban đầu anh biết nói gì không? Nó đòi kén xe em mà làm nổ hết bong bóng rồi nó hắn á. Cái nó kén xe em cái nó nằm vậy luôn. À, anh leo lên đầu xe em kén hết ba trái. Đúng rồi anh, đúng rồi. Rồi, gọi là Dĩ lật và chết. Còn xe Toàn thì bị ai kéo hả Toàn? Tự nổ hả? Ờ em lộn ngồi cái nó đi luôn rồi. Đó rồi. Xe Tú chưa được cái gì. Còn xe Tú sao chết em? Em chạy lên mình anh chích cái bong bóng rồi. Cái chạy dặn ra mạnh quá cái lật xe luôn. Dặn mạnh ra lật xe tự chết luôn. Rồi mà còn trạng cuối cùng là có mình thằng Hương với lại thằng An thì thằng An á nó bị Hương đè mà em. Thôi là ăn không di chuyển được. Thôi là Hương thì nó bị gãy cái gót cái bánh đó bạn. Đây cái này là bánh xe của Hương. Xe của Hương bị hiếu một cái bánh đó. Cái nó leo lên người ăn. Kết quả là hai chiếc nó nằm lên nhau. Nó không di chuyển được luôn. Và mình chỉ việc đơn giản là đi lấy cái nồng á. Chích từng hàng và chiến thắng thôi. Vậy game sao, là dễ. Sao để em cuối cùng sống cuối cùng cũng như không mà. Tại vì anh đang giao lưu chút xíu rồi. Em chui một phát vô gầm anh luôn. Rồi anh hiểu rồi. Rồi sau 3 vòng chơi thì Tú được 2 điểm. 2 điểm. Hương được 2 điểm. Ăn được 3 điểm. Toàn 0. Vậy được 3 điểm. Và mình là vòng đầu tiên là mình được 1 điểm. Vòng thứ 2 mình được 1 điểm. Và vòng cuối này là mình được 3 điểm nữa. Vậy là được 5 điểm. Oh my god, game là dễ bạn. Xe tăng mình chỉ việc là đơn giản là bò từ từ về đến thôi. Không cần tốc độ gì hết. Chậm mà chắc với bạn. Mỗi xe đều có một lợi thế. Xe Dĩ với Tú là dòng sao bạc là nó chạy rất là nhanh luôn về đích đầu tiên. Nói chung là kết thúc 3 vòng thì mình được 5 điểm là mình được giải nhất. Mình hạng nhất các bạn. Nhưng mà được bị hai thằng ăn với lại Dĩ là hai thằng cùng 3 điểm. Đồng hạng thì nó không có hay nên tụi mình quyết định là cho một cái vòng phụ cho hai thằng đồng điểm. Nó dành hạng 2, hạng 3 nha. Ở đây là mình sử dụng con xe địa hình của Dĩ. Và ở đây các bạn thấy có một cái bực để mình bay không? Mình sẽ cho nó bay ra ngoài đó. Xe nào mà thằng nào điều khiển cái xe bay xa hơn thì thằng đó được cộng 1 điểm. Tức là sẽ được hạng nhì nha. Đơn giản vậy thôi. Ok anh. Rồi bảo lui ra biến nè, quay cảnh tụi nó bay nè, ok chưa? Né ra nó bay dữ lắm á. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, Dĩ ngay chỗ này nha. Mình để đại mình cũng nhớ được rồi. Thôi ăn. Vậy. Rồi để xe Dĩ ra đây ha. Ủa. Em là quá dễ rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Game là dễ. Ăn được cộng 1 điểm, ăn được 4 điểm. Wow. Ôi, thằng Hu cột. Ôi. Rồi sau 3 vòng đấu thì cô Dĩ được tổng là 3 điểm. Được hạng 3. Bước lên cái bậc hạng 3 em. Tự bậc nó cao dữ hả. Rồi cô ăn được 4 điểm, hạng nhì. Yeah. Hạng nhì cũng mừng đó. Rồi cuối cùng là 5. Chiến thắng với 5 điểm. Bước lên bậc cao nhất. Trời ơi. Nè nhìn Dĩ nó hấp nè. Ăn cũng vậy luôn. Quá hấp luôn, đừng quá hấp. Rồi trao quy chương đi chứ. Đây trao quy chương cái gì đó. Như là các bạn cũng đã thấy rồi. Cuộc đời mình là không có gì ngoài quy chương hết á. Nên mình quyết định sẽ trao ra cho mọi người. Quy chương đồng.
Sao giao quy chương nào? Rồi em có lời nào muốn phát biểu không? Nói chung là game này là vòng cuối là mình hơi ẩu xíu thôi, nên hạng 3 cũng ok ạ. Rồi ok. Và tiếp theo là người đạt được hạng nhì, quy chương bạc. Wow. Wow. Cảm ơn anh. Em cảm thấy là tự hào rồi, con xe nhỏ như thế này mà hạng 2 là đủ thấy tự hào rồi, không ham hạng nhất nổi đâu. Đủ. Rồi ok, cảm ơn em. Và cuối cùng, như các bạn cũng đã biết, là hạng nhất. Rồi. Ok. Nó không cần phát biểu luôn các bạn. Ok, game nha. Cái game này là người hạng nhất là được 5 triệu do mình tài trợ và mình hạng nhất luôn thì tiền từ túi này cái để của túi bên kia quá. Nói chung là game này là khá là dễ luôn bạn, chỉ việc bò và hạng nhất thôi. Khá là dễ, quy chương vàng. Và mình hạng nhất nên không có phần trao tiền nha. Nếu như ăn mà hạng nhất là ai có tiền rồi. Tiếc. Nhưng mà hút cuối xe nhỏ em sao đụng được. Đúng rồi, y như là ít ngồi đã giết vậy hả? Trời ơi. Em chỉ ở dưới anh thôi. Đúng rồi, dưới thôi. Game mình cuối như em là vẫn còn tới bong bóng luôn nha bạn. Đây là cái sinh mạng cuối cùng, vẫn còn sống luôn, quá dữ luôn. Nói chung clip này chú ý tụi mình chơi vui hả bạn. Nhưng mà cũng há là đầu tư nha. Bạn thích video của tụi mình hãy để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip đầu tư chất lượng hơn nữa nha. Tạm biệt các bạn.